Chào tất cả các em, rất vui được gặp lại em trong bài giảng hôm nay của cô. Em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học một chủ đề, đó là chủ đề từ vựng của bài Unit 4 và Unit 5 trong sách giáo khoa tiếng Anh 12. Đó là chủ đề về Education, nghĩa là giáo dục. Chúng ta hãy cùng theo dõi cô phần chữa bài. Và trong phần chữa bài thì cô sẽ cố gắng nhắc lại những cái từ vựng mà các bạn đã học trong Unit 45 của sách giáo khoa tiếng Anh 12. Nếu các bạn nào mà cảm thấy từ đấy là mới với mình thì các bạn hãy chép cái từ mới đó ra quyển vở của mình để chúng ta học nhé. Nào, chúng ta hãy bắt đầu bằng câu đầu tiên. Cô có một câu đầu tiên như sau. Military is the dog in the country. Every man who reaches the age of 18 has to serve in army for 2 years. Chúng cô sẽ có 4 đáp án như sau. Thì compulsory. Từ đấy, từ này được học trong bài tiếng Anh của tiếng Anh bài số 4 của tiếng Anh 12. Từ compulsory nghĩa là bắt buộc, ép buộc. Cô sẽ có ý B, từ optional, từ đấy nghĩa là lựa chọn, chọn lọc hoặc là tự chọn. Cô sẽ có ý C như sau, đó là từ illegal, nghĩa là bất hợp pháp. Và cô có ý D, từ unnecessary, nghĩa là không cần thiết. Vậy để làm được câu số 1 với những cái bài tập về từ vựng thì chúng ta chỉ có một cách làm duy nhất, đó là chúng ta hãy dịch câu. Vậy với câu số 1 chúng ta sẽ dịch như sau. Military nghĩa là quân đội. Is the dog in the country? Là làm sao ở quốc gia đó? Every man, mọi đàn ông. Who reaches the age of 18, đến độ tuổi 18 thì phải phục vụ trong quân đội trong 2 năm. Vậy thì có nghĩa là quân đội, đi nghĩa vụ quân sự sẽ là bắt buộc chứ không phải là được chọn. Cái đàn ông 18 tuổi là phải đi nhập ngũ. Do đó câu số 1 chúng ta sẽ chọn được đáp án là compulsory. Do đó câu số 1 chúng ta sẽ chọn được là ý A. Tương tự như vậy, cô sẽ có một câu số 2 như sau. His father used the money he wanted to set up his own company. Câu số 2 có nghĩa là bố của anh ấy đã sử dụng tiền mà ông ấy kiếm được để mà làm sao công ty của ông ấy. Cô có 4 đáp án như sau là 4 giới từ. Vậy để làm được câu số 2 chúng ta sẽ phải căn cứ bằng động từ set. Chúng ta sẽ có cấu trúc đó là set up bằng establish, bằng found, bằng build, nghĩa là xây dựng, thành lập. Do đó câu số 2 cô sẽ chọn được đáp án là ý C. Và cô ấy sẽ dịch là bố của anh ấy đã sử dụng tiền của anh ấy để lập công. Bố của anh ấy đã sử dụng tiền mà ông ấy kiếm được để thành lập công ty. Tiếp tục như vậy, cô sẽ có một câu số 3 như sau. The national door tells people which subject they have to study, what they must and what they have to take outside test. Câu số 2 chúng ta sẽ có 4 đáp án để chọn như sau. Ý A, curriculum, nghĩa là chương trình. Ý B, từ examination, nghĩa là kỳ thi. Ý C, từ holiday, nghĩa là kỳ nghỉ. Và ý D, từ custom, nghĩa là truyền thống, nghĩa là phong tục. Vậy câu số 3 chúng ta sẽ phải căn cứ bằng cái mệnh đề đằng sau. Đó là cái gì của quốc gia mà tells people which subjects they have to study. Nói cho học sinh biết là họ phải học những môn gì. What they must, họ phải học cái gì. They and when they have to take assessment test. Và khi nào họ sẽ phải tham gia vào kỳ thi đánh giá. Vậy câu số 3 chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý A. Với từ National Curriculum các bạn đã học trong bài 4 của tiếng Anh 12. National Curriculum nghĩa là chương trình phổ thông. Các bạn thân mến, chúng ta cùng chuyển sang câu số 5 nhé. Câu số 5 cô có một câu như sau. Tommy left high school the age 17. Câu số 4 thực ra rất là dễ. Các bạn chỉ cần căn cứ bằng cái cụm từ the age. Và chúng ta sẽ có một cụm từ đó là at the age. Ở độ tuổi bao nhiêu. Do đó câu số 4 chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý A. Câu số 5. The academic year in Vietnam is over the end of May. Câu số 5 cũng rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần căn cứ bằng từ the end. Với the end chúng ta sẽ có một cái cụm đó là at the end. Ở cuối của cái gì. Vậy thì câu số 5 chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý D. Và câu ấy dịch là the academic year bằng the school year, nghĩa là năm học. Năm học Việt Nam sẽ là kết thúc vào cuối của tháng năm. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu số 6. In the most remote countries, it compulsory for children to receive primary education. Câu số 6 chúng ta nhìn vào đáp án. Khi chúng ta nhìn vào đáp án, người ta muốn kiểm tra các bạn về cách sử dụng của mạo từ a and the trong tiếng Anh.
Vậy với câu số 6 chúng ta chỉ cần căn cứ bằng từ most countries. Với khi người ta đã dùng từ most, người ta sẽ không sử dụng mạo từ gì cả, hoặc là sử dụng mạo từ the. Tuy nhiên nếu sử dụng mạo từ the thì chúng ta sẽ phải dùng cho so sánh hơn nhất. Nhưng trong cái câu số 6 người ta chỉ mang nghĩa là ở hầu khắp các quốc gia. Với ý nghĩa là hầu khắp thì từ most sẽ không sử dụng mạo từ gì cả. Do đó câu số 6 chúng ta sẽ chọn đáp án là ý D. Câu số 7. As an adult, Mr. Parry is very worried about the increasing of jury từ juvenile nghĩa là vị thành niên. Và một từ mới cho bạn đó đó là từ delinquency nghĩa là sự phạm tội. Vậy cô sẽ có cụm từ đó là juvenile delinquency nghĩa là sự phạm tội của vị thành niên. Vậy câu số 7 các bạn sẽ cùng nhìn vào bốn đáp án. Bốn đáp án của chúng ta sẽ là phần cấu tạo từ của từ educate. Educate nghĩa là đào tạo, là huấn luyện. Chuyển sang danh từ là education nghĩa là giáo dục. Vậy câu số 7 khi chúng ta căn cứ bằng mạo từ a. Khi chúng ta căn cứ bằng mạo từ an thì sau mạo từ an chúng ta sẽ phải cần một danh từ. Nếu xác định như vậy chúng ta sẽ có hai đáp án để chọn, đó là ý C educator là nhà giáo dục và ý D education nghĩa là sự giáo dục. Vậy câu số 7 chúng ta lại căn cứ kỹ hơn vào từ an. Người ta sử dụng mạo từ an cho danh từ chỉ nghề nghiệp. Vậy câu ấy phải dịch là một nhà giáo dục. Ông Pai rất là ngóng về cái sự tăng lên của những tội phạm vị thành niên. Do đó câu số 7 chúng ta sẽ phải chọn được đáp án là ý C. Tương tự như vậy với câu số 8. Câu số 8, in England, primary education is provided by state school runs by the government and by the fee paying schools. Câu số 8 chúng ta sẽ xem vào bốn đáp án. Bốn đáp án của chúng ta đó là phần cấu tạo từ của từ independent. Vậy với câu số 8 chúng ta sẽ phải xem cho cô đó là từ school của chúng ta là danh từ. Từ fee paying của chúng ta cũng là từ fee paying của chúng ta là tính từ phải trả phí. Từ này chúng ta đã học ở trong bài unit 4 tiếng Anh 12. Vậy câu dịch là ở Anh trường giáo dục tiểu học được cung cấp bởi được điều hành bởi được quản lý bởi chính phủ bởi những cái trường công lập, và những trường công lập là do chính phủ quản lý. Và cho cái hệ thống trường tư thục, trường dân lập. Mà những trường dân lập đấy phải fee paying. Vậy ở đây cô cần một tính từ bổ sung ý nghĩa cho từ school. Chứ không phải là có rất là nhiều bạn bảo thắc mắc là tại sao cái từ fee paying là tính từ chúng ta không dùng trước tính từ là trạm từ. Nhưng mà các bạn thân mến, khi trước tính từ là trạm từ thì trạm từ đấy phải bổ sung ý nghĩa cho tính từ thì chúng ta mới dùng trạm từ. Nhưng ở vị trí này chúng ta cần một tính từ để bổ sung ý nghĩa cho từ school để tạo thành trường tư thục. Mà trong bài 4 tiếng Anh 12 chúng ta đã học có 3 cách để nói trường tư thục, đó là public school, independent school và private school. Vậy thì câu số 8 chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý A, independent school, trường tư thục. Trường công lập là state school. Tiếp theo chúng ta sẽ có một câu số 9 như sau. A or an is an official document stating that you have passed an examination, completed a course or achieved some necessary qualification. Vậy câu số 9 chúng ta sẽ nhìn vào bốn đáp án. Chúng ta có ý A từ certificate, từ đấy nghĩa là bằng cấp chứng chỉ. Ý B ta có từ requirement nghĩa là sự yêu cầu. Ý C ta có từ education nghĩa là giáo dục. Vậy đây ta có từ test là bài kiểm tra. Vậy với câu số 9 với bốn từ khác nhau chúng ta phải căn cứ bằng nghĩa của câu. Nghĩa của câu chúng ta dịch như nào ạ? Đó là một cái gì đó. Một cái gì đó là một official document, là một văn bản chính thức. Stating chỉ ra rằng you have passed an examination, bạn đã thi đỗ một kỳ thi, hay là bạn đã completed a course, hoặc là bạn đã hoàn thành một khóa học. Vậy có nghĩa là ở đây sẽ cần một từ mang nghĩa là chứng chỉ hoặc là bằng cấp. Do đó câu số 9 chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý A. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu số 10. Peter is trying his best to study in hope that he win the dot frame and fortune in the near future. Câu số 10 chúng ta sẽ có 4 đáp án với 4 động từ khác nhau. Động thứ nhất cô sẽ có từ lose nghĩa là mất. Động thứ hai từ run nghĩa là chạy. Động thứ ba là từ move nghĩa là chuyện. Và động từ achieve nghĩa là đạt được. Vậy câu số 10 chúng ta sẽ căn cứ bằng từ frame. Từ frame là danh từ của từ famous, nghĩa là sự nổi tiếng hoặc là tiếng tăm.
Vậy để mà chọn một động từ để đi với từ frame thì cô sẽ thiên về đáp án ý D. Vậy vì bản thân từ urge nghĩa là đạt được, là cái gì đó mình cố gắng và đạt được, mang ý nghĩa tích cực. Vậy câu dịch là Peter đã cố gắng hết sức để học với hy vọng rằng anh ấy sẽ đạt được thành công và những cái cơ có những cơ hội trong tương lai gần. Vậy thì câu số 10 chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý D. Vậy các bạn sẽ nhớ cụm từ đó là người ta dùng từ urge đi với từ frame và fortune. Câu số 11. She was the first in her family to enjoy the privilege of a university. Câu số 11 chúng ta có 4 đáp án. Ý A nghĩa là lịch trình. Ý B là sự giáo dục. Ý C sang là khoa học và ý D là công nghệ. Vậy thì câu số 11 chúng ta sẽ căn cứ bằng nghĩa của câu. Cô ấy là người đầu tiên trong gia đình được hưởng những cái đặc ân, những cái điều mà một nền giáo dục đại học mang lại. Vậy chúng ta sẽ phải chọn cho cô đáp án là ý B. Ý B từ education ghép với từ university đại thành giáo dục đại học. Trong đó cô có một từ mới đó là từ privilege. Privilege nghĩa là đặc quyền, đặc ân. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu số 12. English is an important subject that is required in several national examinations. Câu ấy dịch là tiếng Anh là một cái gì đó mà nó làm sao ở trong nó là một cái gì đó rất là quan trọng mà nó được yêu cầu ở trong là bắt buộc trong mọi kỳ thi quốc gia. Vậy cô sẽ có ý A từ language nghĩa là ngôn ngữ. Ý B từ test nghĩa là bài kiểm tra. Ý C từ evaluation nghĩa là ước lượng hoặc là ước chừng, sự định giá. Và D từ subject nghĩa là môn học. Vậy câu số 12 sẽ phải dịch là tiếng Anh là một môn học quan trọng. Mà cái môn học đấy là bắt buộc ở trong hầu hết tất cả các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Vậy thì đáp án của câu số 12 sẽ là ý D. Câu số 13. The school library is open to all the students and the teaching staff of the school. Câu số 13 rất đơn giản. Các bạn chỉ cần căn cứ bằng từ open và chúng ta sẽ có cấu trúc đó là to be open to, nghĩa là rộng mở đối với. Vậy thì câu số 13 chúng ta dễ dàng chọn được đáp án là ý C. Câu số 14. He didn't do well at school and with few qualifications. Câu số 14 các bạn sẽ nhìn thấy bốn đáp án là cấu tạo từ của từ academic. Academic là một tính từ. Vậy các bạn thân mến, để làm được câu 14 chúng ta sẽ căn cứ bằng từ qualification. Qualification là danh từ. Chúng ta nhìn thấy duration là đuôi của danh từ. Vậy chúng ta sẽ phải nhớ lại quy tắc phần cấu tạo từ chúng ta đã học, đó là trước danh từ thì cần một tính từ. Do đó, chúng ta dễ dàng chọn được câu số 14 là ý A. Câu số 15. The Minister of the Education and Training Department. The Minister of Education and Training Department. Câu ý nghĩa là Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Appear on TV news to endorse new policy. Câu dịch là Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã xuất hiện ở trên chương trình TV tối hôm qua để cái gì về cái chính sách mới của ngài ấy. Vậy chúng ta có 4 đáp án. Khi các bạn nhìn vào 4 đáp án này thì đôi khi các bạn cũng không cần phải dịch nghĩa của câu đâu ạ. Vậy các bạn chỉ cần căn cứ cho cô đó là 4 đáp án đấy là hình thức cấu tạo từ của một từ gốc là từ public. Ví dụ thế. Thì chúng ta sẽ phải căn cứ xem ở vị trí còn trống trong cái câu số 15 chúng ta cần từ loại là gì. Vậy chúng ta sẽ căn cứ bằng từ to. Sau to cần một động từ để chỉ mục đích để làm gì. Vậy chúng ta sẽ phải cần một từ loại là động từ. Hãy nhớ lại kiến thức chúng ta học trong bài cấu tạo từ. Nếu bạn nào mà chưa học kỹ phần này thì các bạn cố gắng học lại phần này. Bởi vì phần này là một phần có ở hầu khắp tất cả các bài thi trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trong những năm gần đây. Vậy thì chúng mà nó sẽ có là không những có một câu mà sẽ có nhiều hơn hai câu. Vì vậy các bạn hãy coi cái dạng bài này giống như một dạng bài tủ của các bạn nhé. Vậy chúng ta sẽ phải căn cứ cho cô bằng câu số 15 chúng ta cần một từ, chúng ta sẽ cần đây cần một động từ. Vậy động từ là từ có đuôi là gì? Chúng ta có thể làm bằng phương pháp loại trừ. Đuôi IC là đuôi của tính từ, chúng ta bỏ. Đuôi ly của chúng ta là đuôi của trạng từ, chúng ta bỏ. Vậy chúng ta sẽ chỉ còn C và D.
Xếp vào đây vì thông thường chúng ta sẽ là sau tu là cần một động từ nguyên dạng để chỉ mục đích. Vậy chúng ta sẽ dễ dàng chọn được câu số 15 là ý C. Tiếp tục như vậy chúng ta sẽ có câu 16. He wants his not to briefly but to sell education and a driving desire for. Câu này là một câu rất là hay. Chúng ta sẽ cũng nhìn thấy có 4 đáp án. 4 đáp án của chúng ta cũng là hình thức cấu tạo từ của một từ ban đầu là từ urgent. Vậy chúng ta sẽ căn cứ bằng giới từ for, giới từ for. Sau giới từ for cần một danh từ. Cần một danh từ. Vậy chúng ta sẽ có hai đáp án để chọn căn cứ bằng đuôi. Chúng ta sẽ có đuôi mình là đuôi của danh từ. Và đuôi error cũng là đuôi của danh từ. Nhưng đuôi error thường cho danh từ chỉ người. Vậy để làm được câu số 16 một cách chính xác, chúng ta có thể căn cứ như sau, căn cứ bằng nghĩa của câu. Mà chúng ta cũng lên dịch câu này bởi vì câu này rất là hay. He will hesitate not to privilege, but to share education. Anh ấy giành được thành công không phải vì đó là một đặc ân. Chúng ta đã từng gặp cái từ privilege ở bài trước, ở phần câu hỏi trước rồi ạ. Không phải là vì một đặc ân mà là self-education. Đó là gì ạ? Tự học. Và gì ạ? Driving desire, trong đó chúng ta có từ desire nghĩa là khát khao. Vậy chúng ta sẽ có từ driving desire nghĩa là cái khát khao vươn tới, vươn tới những cái thành công. Vậy thì câu số 16 chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý C. Câu số 19. In the UK, the law school of refer to government funded schools which provided education free of charge to people. Câu số 19 chúng ta sẽ cùng xem cho cô. Câu số 19 chúng ta sẽ có ý A, từ state school. Nếu khi chúng ta ghép từ state với từ school nó sẽ thành trường tư thục. State ghép với từ school chúng ta sẽ thành trường công lập. Và chúng ta sẽ ghép ý C, từ independent với từ school nghĩa là trường tư thục. Chúng ta sẽ ghép từ secondary school, trường trung học. Primary school, trường tiểu học. Vậy để làm được câu số 19 khi mà 4 đáp án của chúng ta có thể ghép được với 4 từ như thế này. Có khi mà 4 đáp án của chúng ta đều có thể ghép được vào vị trí trống trống thì chúng ta phải căn cứ bằng nghĩa của câu. Nghĩa câu dịch như sau: ở Vương quốc Anh, loại trường nào mà là ám chỉ rằng những cái trường mà được hỗ trợ bởi chính phủ hoàn toàn và nó cung cấp một nền giáo dục free of charge, miễn phí cho mọi học sinh. Vậy ở Anh có một loại trường mà miễn phí cho mọi học sinh, đó là trường công lập. Vậy câu số 19 chúng ta sẽ chọn đáp án là ý A. Câu số 20. Mathematics, a required subject in all school, is the door into many branches. Câu số 20 chúng ta sẽ căn cứ bằng giới từ intro. Bằng giới từ intro chúng ta sẽ có cấu trúc đó là to be divided intro, được chia thành, được tách ra thành. Vậy câu số 20 chúng ta dễ dàng chọn được đáp án là ý C. Câu số 21. Education has been developed in the doors with modern industry and the mass media. Câu số 21, chúng ta sẽ có 4 đáp án như sau. Trong 4 đáp án này, chúng ta sẽ có ý A, từ compulsory, từ đấy chúng ta học rồi, bắt buộc, ép buộc. Ý B, ta có sẽ có từ parallel, nghĩa là song song. Ý C, ta có từ selected, nghĩa là chọn, được chọn. Và ý D, từ follow, nghĩa là theo. Vậy câu số 21, chúng ta sẽ phải căn cứ bằng nghĩa của câu. Câu số 21 dịch như sau: Education has been developed in the world with modern industry and the mass media. Câu dịch là giáo dục sẽ được phát triển song hành với sự phát triển của công nghệ, của công nghiệp hiện đại và của các phương tiện truyền thông. Vậy câu này chúng ta sẽ chọn một đáp án để có nghĩa là song song với, song hành với. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án là ý B. Và chúng ta có một cụm từ đó là in parallel, song song với, song hành với. Câu số 22. Schooling from is compulsory in more Vietnamese schools. Câu số 22 chúng ta sẽ có từ compulsory. Khi người ta gạch chân nhà, người ta muốn hỏi em là từ compulsory sẽ bằng nghĩa với từ gì. Các bạn thân mến, từ compulsory là từ được nhắc đến rất nhiều từ đầu đến giờ rồi. Từ compulsory nghĩa là ép buộc, bắt buộc. Vậy thì chúng ta sẽ chọn được dễ dàng đáp án là ý B, vì từ require nghĩa là yêu cầu, bắt buộc. Tiếp theo chúng ta sẽ có câu số 23. It is a course the door to gear for the whole one to work as a marketing agent. Câu số 23, chúng ta có 4 đáp án. Với 4 đáp án thì chúng ta sẽ phải đặt ra câu hỏi là cái từ course này sẽ đi với giới từ là gì? Thì có thể đó là một khóa học trong vòng 2 năm. Chúng ta sẽ chọn đáp án là ý A. Đó hoặc đó là một khóa học của 2 năm.
Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu số 24. You can meet Mr. Bai who is the dog behind the university to solve the problem of foreign students. Câu số 24. Chúng ta sẽ có 4 đáp án. Và 4 đáp án với cái câu số 24 chúng ta sẽ dễ dàng làm được câu đấy, bởi vì chúng ta sẽ căn cứ bằng từ behalf. Behalf, chúng ta sẽ có một cấu trúc đi với behalf, đó là on behalf. On behalf nghĩa là thay mặt cho ai. Do đó câu số 24 chúng ta sẽ chọn đáp án là ý A. Câu số 25. He was the only dog that was offered. Câu số 24 chúng ta có 4 đáp án. 4 đáp án là phần cấu tạo từ của từ apply. Với câu số 24 chúng ta sẽ căn cứ bằng từ only. Sau only cộng với một danh từ. Vậy chúng ta sẽ có hai đáp án danh từ, đó là ý B, từ application là đơn xin việc. Và chúng ta sẽ có ý C, từ applicant là người xin việc. Vậy anh ấy là thì anh ấy phải là người xin việc. Vậy đáp án của câu số 25 là ý C. Câu số 26. A university is an institution of higher education and research, which grants the dog degrees of all level in variety of subjects. Câu số 26, chúng ta sẽ có ý A từ secondary, nghĩa là trung học. Chúng ta sẽ có ý C từ academic, nghĩa là học vấn, học hành. Và ý B từ optional, nghĩa là lựa chọn. Và ý D từ vocational, nghĩa là hướng nghiệp. Vậy câu số 26, chúng ta sẽ chọn được ý C. Lý do chọn được ý C, chúng ta sẽ căn cứ bằng nghĩa của câu. Trường đại học sẽ là một cơ sở institution. Institution nghĩa là cơ sở đào tạo về giáo dục đại học và những cái nghiên cứu sâu hơn, mà nó sẽ cung cấp cho bạn những bằng cấp về giáo dục ở mọi lĩnh vực của mọi cái môn học khác nhau. Vậy chúng ta sẽ chọn một từ thích hợp nhất trong đấy, đó là từ academic degree, bằng cấp về giáo dục. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu số 27. Most doctors are never requiring a project qualification. Câu số 27. Câu 27 chúng ta sẽ có ý A từ degree, nghĩa là bằng cấp. Ý B từ grade, nghĩa là điểm hoặc là lớp. Ý C từ college, nghĩa là trường đại học. Và ý D từ vacancy, nghĩa là chỗ trống của công việc, vị trí công việc. Vậy câu dịch là hầu hết cái gì đó ở mọi cái mức độ đều yêu cầu một bằng cấp thích hợp. Vậy chúng ta sẽ phải chọn là hầu hết tất cả những vị trí tuyển dụng. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là ý D, vacancy. Câu số 28. She reads newspaper every day to look for the vacant job for which she can apply. Câu số 28. Chúng ta sẽ có ý A từ institution, nghĩa là cơ sở đào tạo. Ý B từ indication, nghĩa là sự chỉ ra. Ý C từ position, nghĩa là vị trí. Vậy đây từ location cũng là vị trí. Các bạn thân mến, chúng ta có hai từ vị trí, vậy là khó rồi. Khó là sao ạ? Chúng ta phải phân biệt được, đó là chúng ta phải cần ở cái câu này chúng ta sẽ cần từ nào. Tại sao cô lại xác định là chúng ta sẽ chọn ý C vì D? Chúng ta căn cứ bằng câu: cô ấy đọc báo hàng ngày để tìm kiếm những cái vị trí còn trống công việc mà cô ấy có thể nộp đơn cho. Vậy chúng ta phải cần một từ với nghĩa là vị trí công việc, nhưng mà chúng ta lại có hai từ vị trí. Các bạn thân mến, trong tiếng Anh thì người ta dùng từ location với vị trí về địa lý, và người ta dùng từ position với vị trí về công nghệ việc. Do đó câu số 28 chúng ta sẽ chọn đáp án là ý C. Câu số 29. He has been expected to clear with examination and the good reasons. Câu số 29 chúng ta có 4 đáp án. Ý A từ achieve nghĩa là đạt được. Ý B từ consider nghĩa là xem xét. Ý C từ last nghĩa là kéo dài. Vậy đây từ object nghĩa là mục đích, nghĩa là đạt tới. Vậy câu số 29, ở vị trí này cô cần một từ loại là động từ. Tại sao cô biết là cô cần một từ loại động từ? Các bạn theo dõi nhé. Anh ấy đã được kỳ vọng là có thể thi tốt kỳ thi. Người ta dùng từ cope with, nghĩa là chiến đấu đương đầu. Anh ấy được kỳ vọng là có thể thi tốt kỳ thi và đạt được cái kết quả tốt trong công việc, đạt được một cái kết quả tốt cho kỳ thi. Vậy để người ta dùng từ đạt được, chúng cô đã từng chữa cho các bạn ở những câu trước, để người ta dùng từ đạt được, nó sẽ dùng từ ý đáp án là ý A từ urgent. Câu số 30. What is the minimum entrance door for this course? Câu số 30 chúng ta sẽ có ý A từ condition, nghĩa là điều kiện.
Ý B từ requirement nghĩa là yêu cầu. Ý C từ certificate nghĩa là bằng cấp. Và D từ ability nghĩa là khả năng. Vậy câu số 30 đó là câu ấy của chúng ta phải dịch câu đấy nghĩa là cái yêu cầu tối thiểu cho khóa học này là gì? Vậy chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý B. Vậy đó sẽ là entrance requirement, yêu cầu đầu vào. Tiếp theo câu số 31. The writer couldn't be a ceremony and he would accept the prize on his daughter. Câu số 31 chúng ta có ý A từ absent nghĩa là vắng mặt. Ý B từ remembrance nghĩa là sự ghi nhớ. Ý C từ behalf nghĩa là thay mặt. Và D từ reminder nghĩa là nhắc nhở. Vậy để làm được câu 31 chúng ta sẽ phải căn cứ bằng nghĩa của câu. The writer couldn't be a ceremony and his wife accepted the bride on it. Vì cái người viết không thể tham dự vào buổi lễ. Vì vậy mà vợ của ông ấy sẽ phải nhận phần thưởng thay mặt cho ông ấy. Vậy thì câu số 31 chúng ta sẽ chọn đáp án là ý C. Câu số 32. When the boss finally found the dog, they offered it to Brian. Câu số 32 chúng ta sẽ xem đấy là cấu tạo từ. Trong cấu tạo từ thì chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ phải căn cứ xem ở vị trí này chúng ta cần từ loại là gì. Vậy chỗ ở vị trí này chúng ta sẽ căn cứ bằng từ fair. Sau từ fair chúng ta sẽ cần một tính từ. Vậy đáp án của câu số 32 sẽ là ý A. Đấy, câu dịch là khi cái vị trí còn trống, khi cái vị trí công việc đó để trống thì họ đưa cái vị trí đó, đưa cái cơ hội đó cho Brian. Tiếp theo chúng ta sẽ có câu số 33. Is English a compulsory subject on the doors and one at high school year? Câu số 33 người ta muốn hỏi em là tiếng Anh bây giờ là một môn học bắt buộc hay là một môn học được tự chọn ở các trường phổ thông? Các bạn thân mến, chúng ta có một từ compulsory nghĩa là bắt buộc, thì ngược với từ bắt buộc chúng ta sẽ có từ optional nghĩa là được chọn. Vậy thì câu số 33 chúng ta sẽ chọn đáp án là ý D. Các bạn thân mến, với cái cụm từ compulsory và optional, các bạn sẽ gặp nó ở trong rất nhiều bài tập tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa. Để các bạn lưu ý nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 34. If you understand a matter thoroughly, that means that you understand it better. Câu dịch à, nếu như bạn đã hiểu một vấn đề theo kiểu thoroughly, nghĩa là sao? Hiểu hoàn toàn vấn đề đó, thì có nghĩa là bạn đã hiểu nó một cách hoàn toàn. Vậy chúng ta người câu này người ta muốn kiểm tra em cái cách hiểu của tràng ngữ thôi ạ. Ý A chúng ta sẽ có từ hardly nghĩa là hiếm khi, hầu như không. Chúng ta sẽ có từ hard nghĩa là chăm chỉ. Và ý C ta có từ completely nghĩa là hoàn toàn. Và chúng ta sẽ có từ scarcely nghĩa là hiếm. Vậy để làm được câu số 34 thì chúng ta chỉ cần căn cứ bằng từ thoroughly, không cần dịch cũng được. Vì từ thoroughly sẽ bằng từ completely. Các bạn nhớ hai từ này nhé, vì hai từ đấy sẽ có mặt trong bài thi, trong bài về câu đồng nghĩa. Vậy câu số 34 chúng ta sẽ chọn đáp án là ý C. Câu số 35. There are two types of higher education in the North UK. Higher general education and higher vocational education. Thì câu số 35 người ta dịch là có hai loại giáo dục đại học ở Anh. Đó là giáo dục đại học nói chung và higher vocational education, giáo dục đại học hướng nghiệp, giáo dục hướng nghiệp. Vậy câu số 35 thực ra thì chúng ta cũng không cần dịch câu để chúng ta làm được. Bởi vì câu 35 người ta muốn kiểm tra em về kiến thức của mạo từ under trong tiếng Anh. Câu 35 chúng ta chỉ cần căn cứ bằng từ UK. UK là viết tắt của United Kingdom. Và United Kingdom là cái từ mà được sử dụng, bắt buộc phải sử dụng mạo từ the. Do đó câu 35 chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý C. Câu số 36. Many parents don't let their children make a decision about their future career. Câu số 36 chúng ta sẽ căn cứ bằng cấu trúc. Bằng cấu trúc make a decision. Chúng ta sẽ có cấu trúc là make a decision on, quyết định về cái gì. Do đó câu số 36 chúng ta sẽ chọn đáp án là ý C. Câu số 37. You are old enough. I think it's high time you apply to a job. Câu số 37 chúng ta chỉ cần căn cứ bằng từ apply. Apply nghĩa là nộp đơn xin việc. Vậy thì apply sẽ đi với giới từ for. Vậy thì câu số 37 chúng ta sẽ chọn đáp án là ý C. Các bạn thân mến, ngoài từ apply đi với giới từ for thì nó còn đi với giới từ to nữa. Và khi nó đi với giới từ to thì nó không phải là nộp đơn xin việc mà nó có nghĩa là đăng ký. Apply to a university, đăng ký vào một trường đại học. Tiếp theo câu số 38.
He hasn't been offered the job because he can't meet the demands of the company. Chúng ta sẽ có 4 đáp án: ý A requirement, ý B applicants, ý C từ information và ý D education. Vậy với câu số 38, chúng ta căn cứ bằng cấu trúc meet the demands of. Nó sẽ là cấu trúc đáp ứng nhu cầu, nó sẽ là meet the requirement. Nên câu số 38 đáp án là ý A. Câu số 39. The dot education is normally taken to include undergraduate and postgraduate education, as well as vocational education and training. Câu số 39, chúng ta sẽ có 4 đáp án. Ý A từ primary nghĩa là tiểu học. Ý B, cô có sẽ có từ tertiary, từ đấy nghĩa là cấp độ 3. Ý C, cô sẽ có từ secondary, nghĩa là trung học. Và D, từ intermediate, nghĩa là trung cấp. Vậy câu dịch đó là giáo dục gì đó là thường được diễn ra gồm có cả giáo dục cho những cái người mà vẫn còn đang học, đang là sinh viên, hoặc là những người postgraduate, nghĩa là đã tốt nghiệp, cũng như là giáo dục hướng nghiệp và đào tạo. Vậy nó sẽ là giáo dục ở cấp độ 3. Chúng ta sẽ chọn đáp án là ý B. Tại sao lại gọi là giáo dục ở cấp độ 3? Thì chúng ta đã có cấp tiểu học, primary, đó là cấp thứ nhất. Sau đó second, secondary, cấp thứ hai. Thì giáo dục đại học người ta gọi là cấp độ 3, cấp thứ 3. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ chuyển sang câu số 40. The University of Cambridge is a bridge of higher learning in the UK. Câu số 40, chúng ta có ý A to tower, nghĩa là tòa tháp. Ý B to hall, nghĩa là hội trường. Ý C to hall, nghĩa là nhà. Và ý D to institute, nghĩa là cơ sở đào tạo. Vậy khi chúng ta nhìn thấy University of Cambridge thì nó sẽ phải là cơ sở đào tạo giáo dục đại học. Vậy thì câu số 40 chúng ta sẽ đáp án là ý D. Câu số 41. Which subject do you do at university? I major in math. Câu số 41 người ta muốn hỏi là bạn học cái ngành học gì ở trường đại học? Câu trả lời là tôi học ngành học toán học. Vậy câu số 41 rất là khó khi các bạn nhìn thấy có 4 đáp án này. Câu đáp án này chúng ta sẽ dùng động từ là do, hay là make, hay là practice. Chúng ta sẽ không dùng từ demonstrate, vì từ đấy nghĩa là minh họa, biểu tình, hướng dẫn. Thì câu dịch là bạn học ngành học gì? Vậy cái từ subject chúng ta sẽ phải đi với động từ là gì ạ? Là practice, là make hay là do? Các bạn thử nghĩ xem ạ. Đáp án là do. Các bạn nhớ nhé, người ta sẽ dùng động từ do đi với từ subject. What do you do? Câu số 42. A doc is an official document that you receive when you have completed a course of study or training. Câu số 42, chúng ta sẽ có ý A từ vocation, hướng nghiệp. Ý B subject, nghĩa là môn học. Ý C certificate, nghĩa là bằng cấp với degree, nghĩa là điểm hoặc lớp. Vậy chắc chắn chúng ta sẽ chọn đáp án là ý C rồi, bởi vì câu này cô đã từng chữa ở các câu trước rồi. Câu số 43. In many countries, prospect university student apply for the dot during the last year of high school. Câu số 43. Câu số 43, chúng ta sẽ có ý A từ achievement, ý B từ information, ý C từ course và ý D admission. Admission nghĩa là sự cho vào học, sự nhập học. Vậy câu dịch là ở nhiều quốc gia, những cái sinh viên đại học tương lai sẽ phải lục cái gì đó trong suốt, sẽ phải chuẩn bị cho cái gì đó trong suốt những cái năm học, trong suốt cái năm cuối của cái thời cấp 3, sẽ phải chuẩn bị để được vào học đại học. Thì câu số 43 chúng ta sẽ chọn đáp án là ý D. Câu số 44. Parents can express all the school that try attends. Câu số 44 chúng ta nhìn thấy, câu số 44 người ta muốn kiểm tra em về kiến thức của phần cấu tạo từ. Với phần cấu tạo từ chúng ta sẽ căn cứ bằng mạo từ a. Sau mạo từ a chúng ta sẽ phải cần một danh từ. Một danh từ chúng ta dễ dàng chọn được câu số 44, đáp án sẽ là ý B. Câu số 45. Many people have objected to the use of animal in the dog experiments. Câu số 45, chúng ta sẽ nhìn thấy bốn đáp án người ta muốn kiểm tra em về phần cấu tạo từ của từ sun. Ở câu số 45, chúng ta sẽ căn cứ bằng từ experiment. Experiment nghĩa là thí nghiệm, là từ loại danh từ. Vậy tôi sẽ có quy tắc là trước danh từ cần một tính từ. Do đó câu số 45 chúng ta sẽ chọn đáp án là ý C, scientific.
Cái câu dịch là nhiều người đã phản đối cái việc sử dụng động vật trong các thí nghiệm khoa học. Câu số 46. I would like to invite you to participate in the dodol ceremony. Câu số 46 chúng ta có 4 đáp án. Các bạn thân mến, khi chúng ta nhìn thấy từ ceremony, chúng ta sẽ chọn đáp án là ý C, graduation. Bởi vì graduation ceremony nghĩa là lễ tốt nghiệp. Câu số 47. There are requirements to those who want to become a pharmacist. Câu số 47, chúng ta sẽ có 4 đáp án. Và chúng ta sẽ dễ dàng chọn được đáp án là ý D. Bởi vì người ta sẽ dùng từ requirements đi với giới từ for, nghĩa là yêu cầu cho cái gì. Câu số 48. The annual short for advanced level is a general certificate of education set of exam rather in the UK. Câu số 48. Khi chúng ta căn cứ bằng từ exam là kỳ thi, chúng ta sẽ dễ dàng chọn được đáp án, đó là ý A, taken. Bởi vì người ta sẽ dùng động từ take đi với từ exam, nghĩa là thi. Câu số 48. Most universities, the students who want to attend university to pass 3A never. Câu số 49, chúng ta sẽ có 4 đáp án. Cái câu ấy sẽ là hầu hết các trường đại học đều làm sao học sinh mà người mà muốn vào đại học thì phải thi đỗ cái level A. Vậy thì câu số 49 chúng ta sẽ chọn đáp án là ý C, require, yêu cầu. Câu số 50. Underdog is a student at a university college who is studying for his or her first degree. Thì câu số 450, chúng ta sẽ có 4 đáp án để chọn. Chúng ta sẽ có ya từ undergraduate, nghĩa là người vẫn còn đang theo học. Ý B từ application là đơn xin việc. Ý C từ insurance, nghĩa là sự bảo đảm. Và D exam, nghĩa là kỳ thi. Vậy câu số 50 ta dịch là một người, người mà người đó là một học sinh mà vẫn còn đang học đại học. Vậy thì câu đấy chúng ta sẽ chọn đáp án là ý A. Các bạn thân mến, đây chính là 50 câu phần cụm và phần từ vựng của bài Unit 4 năm sách giáo khoa tiếng Anh 12. Thì ở phần video sau cô sẽ chia sẻ tiếp, đó là 50 câu tiếp tục của phần chủ đề từ vựng của Unit 4 năm sách giáo khoa tiếng Anh 12 nhé. Với việc học từ vựng thì cách tốt nhất đó là các bạn nên học từ vựng bằng cách gắn nó vào ngữ cảnh của câu. Có nghĩa là các bạn nên làm bài tập thực hành, hoặc là các bạn nên đọc bài đọc càng nhiều càng tốt. Đọc những bài đọc chủ đề về giáo dục, để từ đó chúng ta có thể học từ vựng và nhớ được từ vựng lâu hơn. Vậy hy vọng rằng cái phần chia sẻ này sẽ hữu ích cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng tiếp theo.